bạn ơi, vào lúc 8:30 tối ngày thứ tư 4 tháng 7 trên kênh TV3 sẽ chiếu tập đầu tiên của chương trình Sát Tanh mùa 2. Nhưng các bạn nào yêu bóng vía chớ lên xem nhé. Đến năm 2016 thì chúng tôi bắt đầu tiến hành sản xuất chuyển đổi hữu cơ, quy hoạch vùng nguyên liệu và hoàn thiện cái quy trình sản xuất. Đến cuối năm 2017 thì chúng tôi làm được 150 tấn gạo hữu cơ và chúng tôi đạt được chứng nhận hữu cơ do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu EU chứng nhận. Thì hiện tại bây giờ là hơn 250 cái cửa hàng.